Em chào các anh chị yêu lan trên kênh mình nhá. Bây giờ hiện tại là 12 giờ trưa rồi và hôm nay thì em đang tranh thủ 1-2 tiếng buổi trưa để lên núi lấy cho một anh khách một loại địa lan mà hoa nó nở quanh năm và hoa rất là đẹp luôn. Và em nghĩ là cũng không nhiều các anh chị biết loài địa lan này đâu. Thì bây giờ em sẽ đi lên trên những cái độ cao cao hơn để có thể tiếp cận được với loài địa lan đó. Để tiếp cận với loài địa lan này thì em phải đi lên một cái độ cao rất là cao. Đi đến cái vách đá này thì em đã phát hiện được một số cây. Nó nằm ở trên bức vách đá này các anh chị này. Nhưng mà cái vách này khá là dốc thì chúng ta sẽ tìm cách tiếp cận bằng những con đường men theo lối này đi lên thì sẽ dễ hơn này các anh chị này. Ngoài ra thì bên này cũng có nhá anh chị nhá. Bên này em vừa thấy mấy cây mà kìa, có một cây rất là to. Nhưng mà những khu này thì không thấy hoa. Nước ở dưới chân này thì rất là ẩm. Cái loài này thì nó rất là dễ sống và nó ưa ẩm các anh chị ạ. Đây em đã tiếp cận được với một bụi rồi này, khá là to này. Đấy, chính là nó luôn. Và ở đây thì em phát hiện rất là nhiều cái loài đâu thế nhỉ, gai. Ở đây thì em phát hiện ra rất là nhiều những cái loài thông đất này các anh chị này. Đây là một vị thuốc rất là tốt cho những người mà trí nhớ kém hoặc mất trí nhớ ở người già đấy các anh chị ạ. Nhìn nó có hình dáng giống như kiểu cây râu rồng, một loài cây phong thủy mà được khá là nhiều người chơi. Tuy nhiên nếu mà nhìn kỹ thì chúng ta sẽ dễ dàng phân biệt ra chúng là loài hai loại khác nhau. Em mang rất là nhiều dụng cụ luôn, xẻng này, rồi là cái dụng cụ mà xẻng đa năng ấy các anh chị này. Đây. Nhưng mà em nghĩ rằng là chỉ cần một con dao này là đủ thôi. Và bây giờ thì em sẽ chinh phục cái tảng đá này để lấy mấy bụi đó về nhá anh chị nhá. Trưa nắng lên cũng rất là mệt. Hôm nay thì em quên mang theo nước. Vì tính nghĩ đi khoảng 1-2 tiếng thôi thì cũng không cần thiết lắm. Nhưng mà chắc là đấy là một quyết định sai lầm. Bởi vì trưa nay nắng quá. Ở đây thì có một cái loài lan gì mà em không biết được tên nó này. Rất là lạ luôn nhá. Lần đầu tiên em nhìn thấy này các anh chị này. Đây. Chắc cần hoa của nó cũng phải dài lắm ấy. Đây cần hoa dài khoảng 30cm các anh chị này. Nhưng bây giờ thì nó đã qua mùa hoa rồi. Và nó đang đậu quả. Và đậu nhẹ thì bào tử nó bay ra những cái lớp phấn trắng ấy, khắp nơi luôn. Loại địa lan rất là lạ luôn nhưng mà nhìn hình thức rất là đẹp luôn các anh chị nhá. Này. Nhìn rất là đẹp luôn. Nhìn rất là thích luôn mà em không biết tên luôn. Có thể đây là một loài mới ấy, hay không? Bởi vì trong thiên nhiên thì có vô vàn những cái loài phong lan với hình dáng lạ. Cũng như là năm nào thì người ta cũng công bố những phát hiện mới về những loài phong lan mới các anh chị ạ. Bây giờ thì em sẽ leo lên trên này. Đây, leo lên đây. Vách rất là dốc nhá. Bây giờ phải bám vào những cái bụi dương xỉ này. Đấy, để đi lên. Có loài quả gì nhìn cũng hay phết này. Đặc biệt trên này thì có rất nhiều những cây thông đất nhá. Vị thuốc quý này. Để chữa bệnh Alzheimer ấy, của người già ấy, những người mà trí nhớ kém hoặc là mất trí nhớ ấy, thì đây là một vị thuốc rất là quý dùng để trị bệnh đấy. Phải đất đây rất là trơn nhá, phải cắm con dao vào để làm điểm tựa chứ không là nó trượt, nó trơn mà nó ướt, úi giời, nó cứ muốn trượt xuống. Đây và trước mắt em đây có những cái bụi địa lan này. Và không giấu giếm các anh chị nữa thì loài này em xin giới thiệu đó là loài trúc sậy. Chỉ cần một con dao thôi là có thể đào được rồi đó. Tiến hành mang em nó vậy. Ui, đứng ở trên vách này nó không có thế đâu các chị ạ.
nó rất là trơn và nó rất là mỏ chân. Ôi cái loài, cái loài này em không biết là phong lan hay địa lan nhá, tại vì nhìn nó cái giả hành của nó rất là giống phong lan, nhưng mà nó lại mọc ở dưới đất rất là nhiều luôn, phải nói là dày đặc luôn. Không biết là hoa như nào thì có lẽ thì em sẽ để ý đến chỗ khu vực này để đến mùa hoa em lên xem nó, xem là nó ra hoa như nào. Nếu mà hoa đẹp thì em sẽ mang về trồng. Đây được một em rồi. Rồi, tia xem còn đâu nữa không. Trên này thì vẫn còn này. Mà ở đây thì chúng ta phải đi hết sức cẩn thận. Thôi đi qua bên này thôi. Bên này khả năng sẽ dễ dàng hơn. Đặt tạm em nó ở dưới này đi. Tí em xuống em lấy. Tiếp tục này. Ôi trời. Trục sậy này thì nó mọc ở dưới đất ẩm này các anh chị này. Đấy. Lấy dao cạy là nó sẽ lên. Rồi. Hai em. Rồi, em thứ hai. Ở đây lại bắt gặp cái loài lan hồi nãy này. Nhiều chưa các anh chị này, nhìn rất là đẹp luôn. Em nhổ thử về trồng đây. Đây. Ôi đẹp lắm. Không biết lan gì cả. Đẹp cực kỳ luôn. Theo em nghĩ chưa biết hoa màu gì, nhưng mà lên chậu thôi nhìn cái thân cái lá của nó cũng rất là đẹp rồi, nó kiểu xanh trong, một cái màu nó kiểu rất là thanh khiết đấy. Đó. Rất là đẹp luôn các anh chị ạ. Nhìn mê luôn. Thôi cứ mang về xem là giống gì đã, biết đâu hoa đẹp và loài mới thì sao. Em cũng tìm hiểu rất là nhiều về lan nhưng mà cái loài này là đầu tiên em thấy đấy. Rồi, bụi thứ hai. Ném xuống đây. Tiếp theo nào. Bụi này nhá. Đất ẩm nhưng mà nó cũng rất là chặt. Ôi trời ơi. Ui. Sắp lên rồi. Sắp lên rồi, sắp lên rồi. Rồi. Một bụi to luôn. Ui, quá đẹp luôn. Rồi, xuống dưới nằm. Tiếp bên ngoài đi. Đó. Thân này nó gặp rồi thì em cắt nó đi. Để
thấy thân tơ thôi. Cây này mà chăm ở nhà, theo điều kiện ở nhà thì nó có thể cao đến 2-3 mét. Hoa thì quanh năm suốt tháng, ngắm rất là thích luôn. Rồi, và em chỉ lấy vậy thôi, còn lại thì để đây để cho mẹ thiên nhiên nuôi dưỡng. Ngoài ra thì không quên mang theo cái bó lan này về. Đẹp không? Đây, các anh chị nhìn thấy này, quá đẹp phải không ạ? Những cái gì mới mẻ nó lại làm em rất thích thú. Ui, đi con này trơn ghê, trơn này, ui nó cứ muốn trượt xuống ấy, nhưng mà không ngã được đâu. Một này, hai này, ba này, bốn này, năm này, năm cây nhá, năm bụi, lấy năm bụi thôi. Trơn đấy, ngồi đây trượt cầu trượt xuống được. Rồi, à mà cũng phải chia sẻ thêm ấy các anh chị ạ, đối với cùng một loài lan nhé, nhưng mà ở vùng địa lý khác nhau thì cái màu hoa của nó cũng có những cái nét khác nhau đôi chút. Ví dụ loài trúc sậy này mà ở những vùng núi phía Bắc thì hoa nó sẽ màu tím, nhưng mà hoa ở vùng em thì nó sẽ màu trắng. Đấy là những cái khác biệt, cho nên là chơi lan rừng rất là thú vị. Đấy, bây giờ thì em sẽ cất đồ đạc và đi xuống núi đây. Cũng khá là khát nước rồi. Còn mấy cây này thì em sẽ bỏ nó vào ba lô. À khoan, có cái bì đây mà. Bỏ bì thì nó sẽ tránh tổn thương bộ rễ. Mình phải lọc riêng ra, bảo vệ cái bọn lan này, không là những cái đất này nó đè lên thì nó lại gây tổn thương cho cái loài phong lan mà em vừa mới gặp. Em nghĩ nó là phong lan ấy, chứ không phải địa lan đâu, bởi vì giả hành và thân lá của nó rất là giống phong lan. Nhưng mà do là cái kiểu vùng đất mà đất rêu ấy, ở đất mà ở ven mấy cái tảng đá thì phong lan nó mọc lên là chuyện rất là bình thường, bởi vì những nơi đấy rất là ẩm và môi trường rất là thích hợp cho loài phong lan sinh sống. Đây các anh chị ạ. Và bây giờ thì em sẽ xuống núi thôi, tranh thủ một chút thời gian vậy thôi. Về em còn gửi hàng cho khách nữa, với cả công việc cũng nhiều. Ui. Và bây giờ thì em xin chào các anh chị nhá, và hẹn các anh chị trong những video mới, những hành trình và những bài bán hàng mới của em trên kênh nhá. Rất là mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của các anh chị bằng cách là đăng ký kênh, bật chuông bên góc phải màn hình để có thể nhận được những thông báo về những bài đăng sắp tới của em nhé.